Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình là Kanshi Gamer. Ngày hôm nay thì mình sẽ chính thức tạo ra một cái series sinh tồn siêu khó. Nói chung là không phải là thử thách 100 ngày, 200 ngày gì đâu, mà mình chỉ muốn thử thách bản thân là sinh tồn được bao nhiêu ngày trong Minecraft thôi. Đấy, và tất nhiên là mình tạo thế giới mới siêu khó rồi. Đấy, tên thế giới thì mình để là chữ hardcore đấy nhá, cho nhanh nhá. Đấy, vậy thôi. Rồi, trong thế giới này thì mình sẽ có thể là thu nhận ý kiến của các bạn này, xây máy farm, xây cái công trình mà các bạn yêu cầu có thể nhá. Những công trình nào kiểu nó quá lớn hay là nó khó quá thì mình tạm thời là vẫn xây được nhá. Cảm ơn các bạn nhiều và mong các bạn ủng hộ cái series này của mình. Rồi, tạo thế giới. Hiện tại mình đang chơi phiên bản là 1.18.1 đấy. Cái mục tiêu mình đề ra là sống sót lâu nhất có thể trong Minecraft đấy. Kiểu mà khi một khi đã chết rồi là chúng ta không thể nào mà chơi lại được nha. Đấy, phải kiểu chết là chết luôn. Rồi hiện tại thì mình có thể xem ngày được kiểu là ở trên cái ba các bạn ạ. Cái ba này. Bạn thấy cái chỗ mà Locality gì đây đúng không? Đấy, ngày không này. Cái này là lúc trên livestream hôm qua đấy. Đấy, thì mình mới biết luôn. Lúc đầu mình không có biết cái này. Rồi. Ồ, hiện tại thì mình được spam ở gần biển à. Ở gần biển nhờ, cũng được. Còn biển này thì chắc là mình sẽ nhà ở giữa biển nha. Ai sẽ ở giữa biển là tránh zombie rồi mấy con creeper ấy. Tạm thời như vậy đi, bây giờ mình trồng cây trước. Xong tiện đây đập luôn cái con creeper. Tránh trường hợp là nó nổ bên sát mình. Đấy, một con. Nó nổ là khó chịu ấy. Chết phải chưa? Cho mày chịu chưa chết à? Ôi! Mình coi chỗ nào có đá không nha. Mình xem thử xem lại chỗ này nó có đẹp không. Ôi, ở giữa biển này cũng được ấy. Hình như là nó được bao phủ. Ôi, đảo nắm à? À không phải đảo nắm nhá. Hình như là nó được bao phủ xung quanh bởi cái hòn đảo nhỏ như vậy thôi, không phải là biển. Ôi, bên kia có rừng luôn các bạn. Ôi, rồi, cạnh biển luôn các bạn. Quá hợp lý luôn. Ô, cái này có rừng này. Ôi, chỗ này kiểu tích hợp nhiều khu vực nhờ. Nào là biển này, nào là có nắm chưa. Rồi có rừng này. Áo nhờ, cái này là rừng gì nhờ? Ôi hơi lát lát các bạn thông cảm nha, hơi giật đấy. Cái này là rừng gì cũng không biết đâu, nói chung là rừng đây. Đấy, vậy thôi cho nhanh. Rồi mình thấy được cái hạt cacao nha. Đấy, hạt cacao ở đây này. Wow, thấy được không? Rồi, chúng ta có hạt cacao. Thường thì trong rừng, ôi có cái trúc luôn. Cái tre hay cái trúc này, được nhờ. Sinh tồn hợp lý lắm các bạn ơi. Rồi bây giờ chắc là mình sẽ tìm đá. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy cái trúc này đã. Đấy. Rồi cái trúc này thì rất là cần thiết để việc chúng ta tạo cái gì nhờ, tạo cái thang cái gì đó. Rồi, thử xem là chúng ta có cái gì khác ngồi chi trúc nhờ, có dưa hấu không? Dưa hấu cũng ok các bạn ạ, dưa hấu kiểu chúng ta cần để trồng cũng được. Ô cái tre này mọc xương tường à không? Hiện tại thì nhà kiểu bên hàng xóm mình đang hát hò các bạn, hát hò nhộn nhẹ kiểu ấy. Nên là nó có hơi ui đẹp thế, bên kia đẹp các bạn à. Rồi cái bí ngô này à, tạm thời có hang này. Rồi lần ngày đầu tiên thì chắc là mình đi khám phá thôi các bạn, chứ không có gì đặc biệt đâu. Đấy, mình cố gắng kiếm mấy con cừu đã. Ôi bên này có hang không, hang nhỏ thôi, này chắc là mình lấy đá chủ yếu nhá. Rồi tranh thủ mình lấy bí ngô nhá. Bí ngô này chúng ta là được bán bí ngô này đấy. Nhìn được bánh bí ngô rồi, bí ngô phát sáng đúng không? Hết rồi. Mình biết chuyện đó thôi. Rồi, lấy thêm tí gỗ. Wow, cổng địa ngục các bạn. Nhưng mà cổng này thì chúng ta còn thêm một ít cái nữa. Ôi, có cầu, vẽ được luôn các bạn ơi. Wow, cổng gọn hoàn thiện luôn ấy. Ôi, xịn nhờ. Kiếm vàng, ôi được. Bước vào có giáp rồi, giáp này là... Ôi, vẽ được luôn các bạn. Rồi, có sắt luôn này. Ôi, hai phôi sắt à. Được quá. Rồi, bây giờ thì mình chắc là mình lấy cái này đã. Đấy, mình lấy luôn này nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ giết cầu, ba con cầu. Ui, vừa đẹp luôn. Đủ giường luôn. Đấy. Giết cầu lấy thịt nhá, lấy thịt về lấy ấy. Một phát này. Hai phát này. Đấy. À, có dưa hấu. Quá là lời các bạn. Vậy là chúng ta có lúa này. Có lúa, có gì hấu, có bí ngô, thiếu củ dền,
khoai tây, cà rốt và gì nhỉ? Gì đúng không? Hết rồi đúng không? Ấy, củ dần, khoai tây, cà rốt nên là đủ rồi. Điều chặt cho quên, nãy giờ không để ý. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt lấy thêm tre. Tre hay trúc nhỉ? Đó có bamboo là trúc đúng không? Tre à? Đôi chưa cũng có ấy kìa. Đấy. Rồi tạm thời thì mình cứ đi quan sát nha các bạn, đi xung quanh thôi. Ôi bên này xung quanh này là rừng trúc các bạn ơi, chứ không có gì nữa cả. Kiểu đây là rừng rừng nhiệt đới thì phải ấy, thế ấy. Rồi bây giờ chắc chắc là mình sẽ xây nhà giữa này đi ấy, vì bên này có cái gì nhờ mình quên tên rồi, có cổng địa ngục đúng không ấy, nó tiện lợi hơn cho mình nha. Cái cổng bên này này, ở trên này này, thì mình sẽ xây nhà ở giữa này này. Đấy, xây nhà giữa khu vực này thì nó tiện hơn nhá. Giờ mình lấy một ít tóc nè. Rồi hiện tại thì mình đã đào xong đất của mình, đặt sẵn các bạn. Giờ chúng ta cứ ủ bên kia có gì nữa nhở? Ở bên kia là cái rừng bình thường thôi. Đó. Chỗ này thì mình sẽ kiểu xây một cái chỗ nhỏ nhỏ để mình ngủ thôi. Vẫn chưa cần kiểu rộng quá đâu. Ấy chết, đặt nhà mình đặt ở bên mé mé này cơ. Đấy. Cái đường mình sẽ để đây này. Và sẽ tạo chỗ này và cái đây là lò nung ở đây. Đấy như vậy nhá. Như là thiếu than đúng không? Ủa cái gì đấy? Không ra mày đó. Con mực. Rồi. Xem trên kia chúng ta có đá này, nhưng mà trời sắp tối rồi các bạn. Thôi chúng ta cứ qua lấy ít gỗ và than nhá, nếu có. Rồi, hiện tại thì mình đã gọi là lấy xong than nha các bạn ạ. À. Được đâu đó tầm 17 cục thôi, và một cái thêm tí đá cũng như là một ít cây tre. Đấy. Là chúng ta kiểu về nhà ngủ nhá. Ngồi đâu qua đêm hôm nay. Ồ, hoàng hôn đẹp nhờ. Đấy. Rồi, lên rồi đi ngủ luôn. Không cần đặt đúc đâu, chúng ta cứ đi ngủ thẳng thôi. Ngày mới lại bắt đầu thì bây giờ mình sẽ xem chỗ nào để mình trồng trọt nhờ. Đấy, ui, cho tí tí tí. Rồi. Ủa, có gì đấy, cái gì đấy? Vãi nồi. Vãi trướng các bạn. Bọn do mày đâu ra nhờ. Thôi, không sao, chúng ta cứ mở rộng ra thôi. Ấy nó phóng mình đấy, nó kiểu nó định ăn tươi nước sống mình nha. Con này nó phóng cái định bay mạnh lắm các bạn à, cẩn thận nha. Đấy, là mới kiếm kiếm đá cái. Rồi, tạm thời nó ở dưới nó chờ mình nó tấn công ấy. Đấy, thấy không? Nhìn nó, ôi, định bay phù phép luôn các bạn à, không phải định bay thường đâu. Bây giờ mình còn gọi là mở rộng khu vực trồng trọt ra cái. Đi vào đây mở rộng này. Đấy, trồng bên cạnh luôn nha. Hiện tại chưa còn thích xây nhà đâu, ban đêm giờ ăn ngủ sớm thôi. Còn con này thì chắc là mình phải dụ nó ra cho xa tí. Đấy. Kiểu sau này chúng ta xây nhà là bọn này không vào được đâu, trừ buổi tối bọn nó lên được bờ thì lên quay được nhà mình. Tại cứ trồng hạt sống một cục đi. Đấy, chỗ này hai cục rồi. Bây giờ mình làm cái xẻng cái. Làm cái xẻng để mình đào đất á, đào cái đất thêm để ấy. Rồi, bỏ về ấy nó được rồi này. Đây thấy chưa? Thấy được mình chưa? Thiệt là vãi chứ các bạn à. Ấy. Ôi hết được rồi. Tại là do mình lên bờ nha, nó không được ấy, chứ mình dưới nước được tiếp. Hiện tại là mình đã lấy thêm được một ít đất, cũng như là mình sẽ mở rộng khu này ra này. Bên cạnh đó là mình có lấy thêm được hạt sống nha, rất là lợi luôn. Đấy, chúng ta đặt ra. Mở rộng khu vực này ra một tí nha. Rồi, ơi, xem tí, quá đẹp luôn các bạn. Đấy, tạm thời cứ như vậy thôi nha. Chúng ta không cần rộng quá đâu, vì là mình chưa kiểu có xây dựng nhiều nhiều ấy, còn không để làm gì cả. Chỗ này mình sẽ trồng bí ngô này. Đấy, bí ngô và dưa hấu, ấy trồng như này thôi là vừa. Còn lại mình sẽ trồng hạt giống này. Đấy, hạt giống xung quanh. Chỗ cái chi này chắc mình trồng chỗ này không được à? Không được à? Được không? À, được này, ấy. Cái chi trồng đây nhá. Rồi. Trồng cái chia này là vừa nhá, được rồi đó. Tạm thời cứ như vậy, bây giờ mình sẽ cắt đồ một rương đây.
bí ngô này, chê này, sắt, sắt không, hạt sắt này thì mình sẽ làm hai phôi sắt để mình lấy thành tựu nhá, ấy thành tựu đấy, rồi cắt lại thôi. Cắt luôn hạt cây cao nhỉ, cây cao hiện tại vẫn chưa cần trồng đâu, cầu lửa không còn, than vẫn để lại này, đánh lửa cũng không còn nốt, xẻng đá à, tôi để lại nhá. Rồi bây giờ mình nghĩ là mình sẽ đường sửa biển à, mình đang phong vong mình không biết là nên làm cái đường đi chỗ nào cho tiện các bạn. Và trước trước đó thì chúng ta cứ lấy gỗ nhá. Rồi hiện tại mình lấy được đâu đó khoảng 35 khối gỗ nhá, đấy tầm 35 khối và mình sẽ về nhà các bạn. Bây giờ mình sẽ mở rộng cái phần là cái nơi ở của mình ra, đấy. Nhầm nhầm. Rồi mình sẽ mở rộng ra để tránh cái việc là con zombie, cái zombie đuối nước ấy, đấy, nó có cái lao rồi nó phóng lên nha. Khi nãy là nó phóng quá trời luôn các bạn, nó phóng nào là trên bờ này, trong nhà mình luôn ấy. Mình sẽ mở rộng phần này ra, đấy. Như vậy được chưa nhờ? Thêm đi, rộng thêm tí nữa nha. Nhà thì mình không cần quá to đâu, vì mình ở có người à, đấy. Rồi để xem nào. Nhà đơn giản thôi, đủ để chứa đồ các kiểu thôi các bạn, không cần kiểu to quá chi phức tạp. Rồi xây thêm một ô như này nữa là vừa. Ô này mình sẽ kiểu rộng rộng ra để mình bỏ rương nha. Ô hết rồi, tạm thời cứ xây bằng này thôi. Đấy. Rồi lên hai ô đúng không? Đấy như vậy thôi. Đấy. Rồi chỗ này cái môn tử này. Chỗ này là mình sẽ để kiểu cái cửa nhá. Đấy. Cửa vô mình hai ô hoa kỳ kệ cũng được đi. Rồi tạm tạm thời như vậy nhá, tạm thời cứ như vậy thôi các bạn, không có gì thay đổi đâu đó. Và sẽ để kiểu xung quanh thế này cho dễ nhìn quang cảnh nhá. Ấy chết nhầm đấy. Giờ làm thêm cái cửa, cái cửa như là 6 khối gỗ là chúng ta được cái cửa đúng không? Nó lại hợp lý quá các bạn, hợp lý không? Ồ hợp lý. Ồ cái gì đây? Phải rồi, hợp lý luôn. Chỗ này mình còn lắp lại ấy, tại cái này vừa rồi cái giường phá đi ở đây, chứ tại chỗ này cái rương thì phá đi, đặt chỗ khác đẹp nhá. Cái rương nó gọi đây, đặt cạnh cái giường mình luôn này. Đấy, nhầm nhầm. Rồi cái lò nung hình để bên này nhá, đấy chuẩn luôn, cất lại những cái đồ mà không cần thiết này. Chứng à, ở quê mình còn tạo đuốc các bạn, đấy cắm xung quanh nhà sáng này, rồi chỗ này luôn đấy, ở trước này luôn nhá. Đấy, rồi căn nhà là đơn sơ thôi, không có gì đặc biệt cả. Hiện tại trời sắp tối luôn rồi, đấy trời tối luôn nhá, coi nào. Ồ rồi, chúng ta được mấy ngày nhờ? Wow, được một ngày rồi ấy. Chúng ta xong xong được một ngày rồi. Ơi nhầm, ở trong cửa lại ngủ thôi, chờ gì nữa, ngủ nha, không được ngủ à. Phải chờ tối thêm các bạn, tại vẫn chưa tối lắm nhá, mới chịu chờ chiều, chiều thôi. Rồi ok, đi ngủ xong là chúng ta sẽ quay được ngày thứ hai đúng không? Đấy rồi, cái video về Minecraft siêu có ngày hôm nay của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Đấy, nếu các bạn yêu thích series này, hãy để lại cho mình một lượt đăng ký này, like và share video ủng hộ mình, cảm ơn các bạn nhiều. Và trong quá trình quay video ấy, nếu mà có tạp âm nào gọi là có vào được video thì các bạn thông cảm cho mình nha. Đấy, và các bạn có thể là thử thách mình bằng cách là yêu cầu mình xây cái gì đó cũng được, hay là xây máy farm, xây công trình, hoặc là làm những gì đó các bạn muốn. Nhưng là lưu ý nhá, là mình không có kiểu nhận thử thách từ tử đâu nha. Đấy, từ tử thì chúng ta đi luôn cái series nhé các bạn. Rồi, ok. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn nhé.